Thay vì tốn nhiều nhân công ngồi gọt vỏ chanh, thì với chiếc máy này, chỉ cần đưa trái chanh vào, máy sẽ định vị, tự điều chỉnh và gọt. Cách gọt này giúp năng suất tăng gấp 20 lần so với gọt thủ công, máy gọt đều vỏ và sạch. Một ngày thì nó khoảng bằng 20 đến 30 người gọt, tùy theo cái số lượng mình gọt, cũng như cái chanh. Thì trung bình một ngày một người khoảng từ 100kg đến 120kg. Thì này cái máy của mình có thể gọt từ khoảng 2 tấn đến 3 tấn một ngày. Nó nhanh hơn cái người gọt bình thường. Thứ hai thì cái vỏ của nó ra đều hơn so với người gọt, giảm được những cái tỷ lệ tai nạn ở trong lao động. Trái mình để 3-4 ngày thì cái độ gọt của nó không sạch bằng cái mình gọt tay. Đa số là mình gọt được hết tất cả các loại chanh, trừ khi là cái chanh của mình là mình để bỏ lâu quá nó mềm, thì không những gọt bằng máy mà gọt bằng tay mình gọt cũng rất là khó gọt. Máy gọt vỏ chanh này không chỉ giúp đạt năng suất mà còn có tính năng tiện lợi. Vỏ và trái sau khi gọt sạch sẽ được chế biến thành nhiều sản phẩm hữu ích xuất đi tiêu thụ trong và ngoài nước. Thì cái vỏ của mình là mình để chưng cất tinh dầu chanh để mình lấy được cái tinh dầu. Thứ hai là cái ruột của nó, thì cái nước á, mình dùng nước để mình làm nước cốt, để mình xáy thành bột, hoặc là mình làm nước giải khát. Tiện lợi, đạt năng suất. Tuy nhiên, do máy được nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc, giá cả đắt đỏ nên hiện chưa được nhiều người biết đến và sử dụng.